Ok, chúng ta quay trở lại nha các bạn. Trước khi bắt đầu thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái như thế này. Đó là gì? Ở đây chúng ta sẽ có một cái thư mục server. Cái thư mục server này nó chính là cái phần để chúng ta sử dụng phần API. Thư mục server này mình đang viết bằng Node.js. Nó khá là đơn giản thôi. Nó cung cấp cho chúng ta các loại API, đó là quản lý sản phẩm, quản lý user và API login và log out. Để chạy được cái thư mục server này, các bạn cần đảm bảo cho mình là các bạn đã cài Node.js ở trên máy. Sau đó thì các bạn CD vào trong thư mục server và chạy Node index lên. Đơn giản như thế này. Nếu các bạn đang dùng VS Code thì các bạn mở nó lên là ngay lập tức các bạn sẽ CD được vào trong cái thư mục của mình rồi. Đây. Các bạn mở cái này lên bằng cách open terminal như thế này. Đó. Các bạn chỉ cần chạy Node index. Đó. Sau khi các bạn chạy Node index lên thì các bạn sẽ chạy được cái server side. Các bạn có thể test như thế này. API product như thế này. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta có được API. API này nó sẽ cung cấp cho phần view, được chưa các bạn? Thì sau này chúng ta sẽ sử dụng từng API, thì cụ thể đến cái nào thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái đó. Ok chưa? Sau này mình sẽ gửi cái toàn bộ source code này, thì sẽ có phần source code của thằng Node.js này, server này để các bạn dùng. Ok, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Sau khi đã chạy server lên rồi này, các bạn chạy thử với cái đường link này nhé. Đó. Thì các bạn sẽ làm gì nữa? Các bạn tạo mới cho mình một cái project view. Và đây mình sẽ mở một cái terminal lên. Và chúng ta sẽ tạo mới một project view ở đây. Đó là gì? Chúng ta sẽ chạy nó là mình sẽ để là source, chính là source code view của chúng ta sẽ dùng đấy. Ở đây nó không cho phép chúng ta sử dụng chữ hoa đâu các bạn nhé. Nếu mà các bạn dùng view CLI để tạo. Các bạn nhớ là cài view CLI lên nhé. Nếu bạn nào chưa cài thì chạy cho mình câu lệnh này. Đó, để cài lên. Đó, các bạn sẽ thấy nó báo ngay. Nên ở đây chúng ta tất cả các chữ cái của nó sẽ phải là chữ thường. Đó, chúng ta sẽ chọn version. Các bạn dùng mũi tên lên xuống để chọn version. Ở đây mình sẽ chọn version view là 3. Sau đó chúng ta sẽ cài lên. Quá trình cài này nó cũng khá là nhanh thôi. Các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta có một cái thư mục source ở đây. Thư mục source này nó sẽ chứa tất cả những cái thư viện, những cái bucket cần để có thể chạy được project của Vue. Và tất cả những bucket đó nó sẽ được thể hiện ở trong file bucket.json. Đây, và sau này nếu các bạn muốn chạy nó ở trên máy của mình mà không có các bucket ở trong node module thì các bạn chỉ cần chạy npm intro lên là được. Ok chưa? Đây, các bạn nhìn thấy. Sau khi chạy xong thì làm thế nào để chúng ta chạy được cái project view này lên? Thì các bạn nhìn thấy này, nó bảo là CD vào thư mục source và npm run server lên. Chúng ta sẽ CD vào trong thư mục source. Đó, chúng ta chạy npm run server. Đó, thì ngay lập tức các bạn sẽ chạy được cái server của nó với cái port ở đây là bao nhiêu. Các bạn phải để ý ở đây nhé, cái port của các bạn chạy lên là bao nhiêu thì các bạn chạy đúng cái port đó. Đây của chúng ta là 8080. Đó, thì đây là mặc định cái project view, nó giống như phần chúng ta học ở buổi trước thôi. Ok chưa? Đó, có một điểm như thế này, khi các bạn cài view lên ấy, mặc định của nó sẽ sử dụng thằng ESLint. Mà thằng ESLint này nếu mới viết code với view hoặc với JavaScript, các bạn dùng nó mà chưa quen ấy, các bạn sẽ thấy rất khó chịu. Bởi vì sao? Mình lấy một ví dụ đơn giản như thế này. Ở đây các bạn nhìn thấy nó import vào một cái component là hello. Hello world như thế này. Nếu giả sử mình bỏ cái này đi, có nghĩa là chúng ta import nhưng mà lại không dùng một template, nó báo lỗi ngay. Đây, các bạn nhìn thấy chưa, nó báo là thằng này đã được đăng ký nhưng mà không thấy sử dụng. Đó, thì đấy là một vấn đề với lint. Lint thì nó giúp cho chúng ta format, rồi là nó giúp cho chúng ta check những cái liên quan syntax hoặc là những cái code thừa kiểu như thế này. Đâu đó nó sẽ tạo ra cho các bạn nhiều cái bất cập nữa, bởi vì các bạn cần phải học các rule của nó. Thì làm thế nào để chúng ta loại bỏ cái lint này, thì tạm thời mình sẽ loại bỏ lint ra đã nhé. Sau này có những bạn nào yêu thích lint thì các bạn có thể intro lại. Ok chưa? Thì mình sẽ mở cái terminal lên, mình loại bỏ lint ra. Mình sẽ xóa cái lint đi. Bằng cách là chúng ta remove nó đi thôi. Đây, thì ở đây mình sẽ remove cái bucket lint đi để chúng ta không dùng nó nữa. Đó, thì các bạn viết cũng cảm thấy nó thoải mái hơn đã. Được chưa? Sau đó mình sẽ chạy server lại. Bây giờ mình chạy lại này. Các bạn sẽ nhìn thấy này. Đây, vận project của chúng ta đây. Nhưng nếu chúng ta quay trở lại app này, chúng ta import Hello World vào rồi.
Đây, rõ ràng import và yield trong component rồi, nhưng không thấy sử dụng bên ngoài này. Không báo lỗi. Đó, ok chưa? Rồi, việc tiếp theo chúng ta sẽ phải làm gì? Việc tiếp theo là chúng ta sẽ add router vào. Vậy thì để add router thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh add router ở trong view CLI. Chúng ta view add router như thế này. Chúng ta mở terminal lên. Mình sẽ tạo mới một terminal đây, cd và chung thư mục ruột, và chúng ta sẽ add router bằng câu lệnh này. Đó, ok chưa? Và mình sẽ nhấn yes. Yes. Đó, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ, đây, chúng ta sẽ cài được cái router thành công. Và chúng ta chạy lên. Thì mặc định lúc này project của chúng ta nó có hai cái link about và home như thế này. Được chưa? Và trong source code của chúng ta lúc này các bạn cũng sẽ ngay lập tức nhìn thấy ở bên này. Chúng ta sẽ có cái gì? Các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta có một cái thư mục ở đây là router, và trong này nó sẽ chứa cái router của chúng ta các bạn nhé. Đây, chính là about và home ở đây. Được chưa? Và nó sinh ra cho chúng ta hai cái thư mục là thư mục about và home. Đó, chứa template ở đây. Được chưa các bạn? Còn đây bên ngoài này là app của chúng ta, thư mục app. Rồi. Bây giờ việc đầu tiên của chúng ta cần đi làm đó là gì? Chúng ta sẽ đi đưa cái giao diện của mockup, chính là giao diện HTML CSS vào trong đây. Được chưa các bạn? Chúng ta sẽ đưa nó vào trong đây như thế nào? Đó. Đây. Thì lúc này chúng ta sẽ đưa nó vào như sau. Chúng ta sẽ xử lý luôn phần master layout đó. Được chưa các bạn? Ok. Chúng ta sẽ vào phần list này. Mình sẽ vào phần list và sau đó mình sẽ làm gì? Mình sẽ lấy toàn bộ cái phần này. Đó, đây toàn bộ phần S new này. Phần dưới này sẽ là product name các thứ này. Đây, mình sẽ đưa nó vào đâu? Mình sẽ đưa nó vào trong app. Đó, có nghĩa là lúc này ở trong app của chúng ta, chúng ta vẫn giữ nguyên cái router link nhé, router view nhé. Các bạn biết cái này dùng để làm gì rồi đó. Chúng này sẽ, cái này sẽ dùng dynamic layout đấy. Được chưa các bạn? Tạm thời mình sẽ bỏ cái này đi và chúng ta sẽ đưa toàn bộ nó vào đây như thế này. Đó. Được chưa? Lúc này quay trở lại đây, các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái phần giao diện của chúng ta, nhưng nó đang chưa có bootstrap. Được chưa? Nó đang chưa có bootstrap. Rồi. Các bạn copy toàn bộ, cắt toàn bộ, copy toàn bộ đây và paste vào đây. Được chưa? Phần bootstrap mình sẽ nhúng ở đâu? Mình sẽ đưa nó vào trong thằng index của public này, trong source code của chúng ta. Và chúng ta sẽ copy cái link CDN bootstrap ở đây vào các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ copy nó vào, đơn giản như thế này thôi. Đó, ném nó vào đây. Rồi, chúng ta quay trở lại. Thì lúc này cái project này của chúng ta nó sẽ như thế này. Được chưa các bạn? Ok chưa? Thì đây là project của chúng ta. Và chúng ta quay trở lại phần thư mục src-app.view. Chúng ta sẽ đổi lại cái này thành, rồi ok, H2 cũng được, hoặc là H3 ở đây đi thì cũng không vấn đề gì. Đó, H3 như thế này, tùy các bạn nhé, nó vẫn vậy thôi. Thì thôi, không cần đổi chỗ này nữa. Rồi, ok, bây giờ phần router about chúng ta sẽ đi đổi thành product như thế này. Đó, hoặc là user. Được chưa? Thì chúng ta sẽ vào đây, chúng ta cập nhật lại cái đường dẫn này của chúng ta. Tạm thời mình để như thế này. Trước hết trong view chúng ta sẽ tạo ra thư mục product. Trong product của chúng ta nó sẽ có hai file, đó là list.view và một file nữa đó là gì? form.view. Đó, được chưa các bạn? Chúng ta sẽ có form.view ở đây. Phần list chúng ta sẽ lấy ở đâu? Phần list chúng ta sẽ lấy chính là cái table này. Được chưa? Mình sẽ chọn hai cái phần này. Đó, cắt nó lên. Đó, lúc này ở app của chúng ta nó chỉ còn cái menu này thôi. Chúng ta sẽ đưa vào phần list product, nó sẽ như thế này. Và chính là cái này các bạn nhé. Đây. Đó. Ok chưa? Đây chính là phần product list của chúng ta. Được chưa các bạn? Vậy thì khi chúng ta chạy router, chúng ta sẽ không còn ở bao, chúng ta sẽ để là product. Đó, name sẽ là product chấm list, giả sử mình đặt tên cho nó gần gần giống với Laravel đi. Được chưa các bạn? Mình sẽ bỏ, tạm thời bỏ comma. Và đây mình sẽ gọi đến là thư mục view, thư mục product, và gọi đến list.view như thế này. Đó. Ok chưa? List.view.
của chúng ta ở đây nó đang báo gì đây? Thiếu một dấu nháy gì đó. Thiếu dấu nháy là không phải. Để mình xem nào. Chả có vấn đề gì cả. Đây. Product viết thường, thư mục viết thường nhé. Và đây sẽ là list.view. Rồi ok, mình sẽ để như thế này đi. Ok chưa các bạn? Lúc này chúng ta sẽ thấy nó báo một cái lỗi là không có kết thúc div này. Nhìn thấy không? Ở trong body đấy. Vậy thì chúng ta quay trở lại cái list này, chúng ta xem nó báo lỗi ở đâu. Div, div, div. Đây. Chúng ta nhìn xem nào. Khi mà các bạn cắt layout như này rất dễ xảy ra lỗi. Được chưa? Trong app này của chúng ta này. Có lỗi gì nhỉ? Div ở list dòng 31 dòng cuối cùng luôn. À chắc là thừa thật. Đây, chúng ta sẽ xem nào. Table ok. Div. Lỗi gì đâu nhỉ? Ok, chúng ta sẽ phải xem. Cắt như thế này thì cũng rất khó tránh khỏi lỗi. Để cho chúng ta chạy lên. À rồi, khả năng là với list này của chúng ta. Sorry các bạn, sorry sorry. Bởi vì sao chúng ta chưa khai báo template? Mãi cắt layout quá. Div class. Giả sử mình để một cái div tổng đây. Class là product list. Rồi ok. Lúc này chúng ta sẽ chạy được cái layout product management lên như thế này. Được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ có list này. Đó. Rồi, quay trở lại form thì chúng ta cũng sẽ cắt một cái form ra thôi. Đây. Mình cũng sẽ đưa thằng product vào đây. Thì đối với bên form này chúng ta cũng sẽ khai báo một cái template như thế này các bạn nhé. Và quay trở lại cái phần mockup, chúng ta cắt cái form ra. Thì cái form của chúng ta nó bắt đầu từ đây đi. Và kết thúc cái form này sẽ là đến đây. Đây. Các bạn cắt đúng như cái này của mình. Copy toàn bộ cái code này sang nhé. Đây. Đó. Chúng ta đưa vào form trong template. Ok. Đó. Ở đây của chúng ta bỏ cái này đi. Lỗi gì đây nhỉ? Mình sẽ để định dạng HTML nhìn cho dễ. Nhưng mà đây xem nó báo lỗi gì. Thì form này của chúng ta cũng sẽ phải nằm trong div đã. Class là product info. Đó. Chúng ta thu nó vào một cấp nữa. Rồi. Ok. Vậy là chúng ta đã có được cái form và chúng ta sẽ khai báo router. Thì đối với router chúng ta sẽ định nghĩa thêm một cái nữa các bạn nhé. Ở đây chúng ta sẽ để là product create. Đó, chúng ta sẽ để là create. Ok, và chúng ta sẽ sửa gọi đến form. Vậy khi chúng ta gọi đến create như thế này. Đó là chúng ta đã gọi đến product create. Được chưa các bạn? Đó. Và khi chúng ta back thì chúng ta sẽ back về đâu? Thì chúng ta sẽ back về list, có nghĩa là chỗ này chúng ta sẽ để là product. Đó, ok chưa? Được chưa các bạn? Back này. Thêm mới này. Còn khi thêm mới thì từ list này chúng ta sẽ gọi đến đâu? Chúng ta sẽ dùng router link nhé. Đây. Chúng ta sẽ sử dụng router link ở đây. Đó là router. Đây, router. Router link như thế này. Được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ tu đến đâu? Chúng ta sẽ tu đến product. Product như thế này. Create. Đó. Và tên của nó như thế này. Ok chưa? Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy có sự liên kết rồi này. Đó, quay trở lại này. Đó. Còn phần xử lý form này thì chúng ta sẽ xử lý nó. Tại sao cái này nó lại ra giữa đây? Thì chúng ta kiểm tra xem. À, tại mình cũng chưa biết vì sao.
Nếu để tag align bằng led thì nó sẽ về về đây không? Đó thì nó sẽ về bên trái. Ok, tạm thời fix cái này. Tag align led đi nhá. Xử lý cho nhanh đã. Class sẽ là tag led. Đó. Thì nó sẽ về bên trái như này. Để chứa các bạn class của Bootstrap ấy. Rồi, chúng ta có phần này. Bây giờ công việc của chúng ta là đặt cái link ở đây nữa. Gọi về đây cũng gọi về product list. Vậy thì chúng ta sẽ dùng router link thôi. Đây, quay trở lại đâu nhỉ? À, đó. Lúc này phần link này của chúng ta nó rất đơn giản như thế này các bạn này. Đây, chúng ta sẽ có router link. Đó, ok chưa? Product Management. Đó, bỏ đi. Rồi, ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy này. Chúng ta có link ở đây. Đó, add kích vào đây cũng thế thôi. Đó, được chưa? Rồi, vậy thì mình sẽ để thêm router link là User Management nữa. Thành User đi, sau này chúng ta làm một thể. Ok chưa? Chúng ta xử lý cho nó xong cái phần Master Layout đi. Đó. Ok. Lúc này các bạn sẽ được cái link như thế này. Và các bạn thấy cái link của nó đang liền tù tì ở đây. Chúng ta sẽ xử lý luôn nav A sẽ là padding. Đây là cái code CSS sẵn của project nhé. Thì mình dùng luôn 0 pixel, 15 pixel, 0 pixel và 15 pixel. 15 pixel như thế này. Thì nó sẽ nó cách ra một tí. À không được. Tại sao vậy? Nav chấm A. Nav A padding top right bottom left. Ok, nó đang chưa nhận cái nav A này của chúng ta các bạn ạ. Đây, thì mình sẽ xử lý như thế này với mục đích để các bạn hiểu được chúng ta muốn dùng CSS hay là SAS ở trong view project thì chúng ta dùng như thế nào. Cũng đơn giản thôi. Chúng ta sẽ định nghĩa một thư mục CSS ở trong SAS này. Đó, và mình sẽ đặt một cái file là style.css. Làm sao để chúng ta dùng được cái này. Đó. Và trong đây giả sử nav mình chọn đến A như thế này. Sau đó mình sẽ để display là block này. Inline block này. Đó. Padding. Padding. 0 pixel, 15 pixel, 0 pixel, 15 pixel. Đó, ok chưa? Và trong index main, trong main như thế này. Mình sẽ import CSS vào. Mình sẽ import nó vào bằng cách là chúng ta sẽ là asset này, main CSS này, style CSS đó, được chưa? Ngay lập tức các bạn sẽ thấy nó sẽ nhận cái CSS của chúng ta, các bạn nhìn này, đó padding đây này, đó ok chưa? Rồi và các bạn sẽ ngay lập tức sẽ nhìn thấy này, gọi user này, product này, mình muốn là click vào đây thì về home. Thì chúng ta sẽ sửa app thôi. Mỗi lần chúng ta click vào đây có nghĩa là cái này sẽ nhận một cái router link nữa. Như thế này. Đây, thì chúng ta sẽ về home. Chúng ta sẽ về home. Và cái router của chúng ta các bạn này, nhìn thấy này. Đó, nó sẽ là home đây. Đó, về home thì nó sẽ là trang này. Ok chưa? Thì đối với trang home ấy, chính là trang page view home các bạn nhìn này. Mình xóa about lên nhé, vì chúng ta không dùng nữa. Đây. Lúc này home của chúng ta có thể xóa bớt đi cho nó gọn gàng. Đây, ví dụ chúng ta để H3 là home page này. Đó, thì ở đây chúng ta không cần import cái component này nữa. Chúng ta cũng không cần dùng ở đây nữa, không cần thì bỏ đi. Đó. Ok chưa? Đó. Đó. Được chưa các bạn? Đó, vậy là chúng ta xong cái phần gì? Chúng ta xong phần master layout. Bây giờ mình làm thêm cho phần user. Thì đối với user thì cũng tương tự thôi. Chính vì vậy mình cậu sẽ copy và paste cái thư mục product vào đây. Và mình sửa tên nó thành user. Để làm nhanh thì chúng ta nên làm như thế này. Đó.
Và trong thư mục user, chúng ta sửa form này của chúng ta sẽ là user information. Đó, lead chúng ta sẽ là user management. Tạm thời như vậy. Đây chúng ta sẽ là name, đó, email chẳng hạn như vậy. Đó, được chưa? Và đối với router chúng ta cũng thêm router vào cho user. Lúc này vào thư mục router index, các bạn thêm cho mình thư mục user thì chúng ta sẽ có là user ở đây. Đó, được chưa? Sẽ là user.list và đây sẽ là user. User có s và list.view như thế này. Đó. Các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta có user này, có product. Đó. Ok chưa? Đó. Được chưa các bạn? Và khi click vào thì chúng ta sẽ click thêm mới user, thì chúng ta cũng sẽ phải sửa đây thành user. Đó. Thì chúng ta cũng cần phải sửa router index, có thêm một cái router form ở đây là create. Được chưa? Sẽ là create và sẽ là form. Đó. Thì ở form user khi chúng ta back lại thì back lại trang user như thế này. Rồi. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy này. Đó. Thêm mới user, back lại. Đây. Đó. Đó. Ok chưa các bạn? Vậy là chúng ta đã xử lý xong phần master layout, có nghĩa là tạo ra được cái giao diện như thế này và xử lý cho phần layout như thế này. Được chưa các bạn? Đây. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một phần tiếp theo. Được chưa? Thì các bạn hãy làm cái phần này ở dưới máy của mình và chạy cho mình được cái giao diện này lên trước đã. Ok chưa? Ở đây các bạn nhìn thấy là cái phần chúng ta xử lý chỉ đơn giản là move cái code, cắt cái code HTML ở bên này vào từng component theo từng cái page view này thôi, thay đổi ở app một chút. Đó, nó sẽ đơn giản như vậy thôi các bạn nhé. Phần CSS này chúng ta gần như là không dùng nữa, các bạn hoàn toàn có thể bỏ đi để cho nó đỡ rối. Đó, được chưa? Đó, thì các bạn thấy nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Đó, ok chưa? Không ảnh hưởng gì, và thằng này nó chạy ra ngoài một chút thôi. Thì ở phần home page này, chúng ta có thể sửa thằng này là align cho nó bằng center là được. Đó. Đây, cho nó xuống dòng một chút, xử lý đơn giản. Đó, home page, product management. Rồi, ok. Ở video này mình sẽ tạm dừng ở đây. Các bạn hãy làm nó ở trên máy của mình để đưa được toàn bộ cái phần giao diện tĩnh vào trong Project View như thế này. Và các bạn thấy là chúng ta đang chạy cái ứng dụng đây là Single Page Application rồi. Có nghĩa là mỗi lần chúng ta chuyển trang, chuyển page, các bạn sẽ thấy không load lại trang. Đó, ok chưa? Rồi, các bạn hãy thử nó trên máy nhé. Chào các bạn.